Xin chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu tới với khách hàng một lô đất có diện tích rất là đẹp, nằm ở đường Thạnh Xuân 43, phường Thạnh Xuân, quận 12. Lô đất của chúng ta có diện tích là ngang 6, dài 18 và nở hậu là 7m. Tổng diện tích của lô đất là 119m, đã được chủ lên thổ cư là 103m. Lô đất của chúng ta đã có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, chúng ta có thể công chứng sang tên ngay trong ngày. Và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 650 triệu. Giá này chủ nói còn thương lượng với khách hàng thiện chí. Và đây là tổng thể lô đất của chúng ta. Có chiều ngang 6, chiều sâu là 18 và nở hậu là 7m. Vị trí của lô đất chúng ta cách sân bay khoảng 9 km. Và cách trong bán kính 2 km chúng ta có chợ Thạnh Xuân, ủy ban phường Thạnh Xuân, trường cao đẳng điện lực, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị Bách Hóa Xanh đầy đủ. Hiện tại thì Phúc thấy giá đất ở khu vực phường Thạnh Xuân dao động khoảng 37 đến 50 triệu một mét vuông. Nhưng lô đất của chúng ta có diện tích là 119m. Chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 650 triệu, tính ra khoảng hơn 32 triệu một mét. Giá là rẻ hơn những lô xung quanh rất là nhiều nha quý vị. Một lô đất có diện tích đẹp, vị trí chắc địa và có giá rất là tốt hơn những lô xung quanh, chúng ta có thể mua để ở hay đầu tư thì rất là ngon. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại trên màn hình để được xem đất và gặp trực tiếp chủ. Và bây giờ Phúc sẽ quay xung quanh hàng xóm của lô đất chúng ta nha. Kế bên là một ngôi nhà vườn rất là đẹp và những căn nhà lầu một tấm, dân cư ở rất là thân thiện, khu dân cư rất là an ninh, đường xe ô tô vào thoải mái nha quý vị. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường bắt đầu từ Hà Huy Giáp vào trong lô đất cho quý anh chị xem. Hiện tại Phúc đang đứng ở đường Hà Huy Giáp, chính xác là ngay đầu đường TX43, phường Thạnh Xuân, quận 12. Từ vị trí này chúng ta chạy vào đường TX43 khoảng hơn 200m là tới vị trí lô đất của chúng ta. Hiện tại thì đường TX43 rất là phát triển, xây nhà đồ rất là cao tầng rất là nhiều. Để không mất thời gian quý anh chị, Phúc tua lẹ qua nha. Đường 43 là đường hai xe ô tô né nhau. Khoảng hơn 200m chúng ta rẽ trái vào một cái con đường. Đường này thì xe ô tô vào cũng thoải mái nha quý anh chị. Có chiều ngang khoảng 4m. Và đứng đây vị trí này chúng ta cũng đã thấy cái cổng màu xám xám kia là vị trí lô đất của chúng ta. Video review lô đất nằm ở phường Thịnh Xuân của em đến đây xin kết thúc. Nếu quý anh chị đầu tư bất động sản hay cần mua nhà và đất ở quận 12, quý anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được những sản phẩm bất động sản mới nhất ở quận 12. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Xin chúc quý anh chị nhiều sức khỏe, thành công và mang thật nhiều tiền về cho gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.